Và liên tục chương trình là một ca khúc mang tên Hoa Nắng của nhạc sĩ Vũ Văn Hà. Ca khúc này được trình bày qua tiếng hát của Trần Thanh Phú, học viên năm thứ hai Trung tâm âm nhạc Sơn Hồng. Ngày qua phố thấy em khẽ nhìn em hương nắng xuyên mốt mềm nhẹ bà chân vui trên hè phố quen lòng trần thấy gió đang khẽ cười nhẹ nhàng vui bước biết đâu mùa trôi theo và ngày mai nắng buông hoa cười rồi lại thấy mong em bóc trần nụ cười xin em như chiều gió hương lòng lại thấy nắng như khẽ cười chẳng như ai đó đến bên cùng xanh rồi và hè phố vắng bóng em gió thổi đùa mưa lang thang rơi rơi bước chân buồn âm thầm trên phố dài chiều không nắng người đi quan còn trên phố đang đã rơi gió thu buồn hoa như đang khóc cho bước chân hai mây buồn xa khuất rồi nhìn lại phố như trời chờ nắng những tia nắng vui cười nhìn lại phố như trời chờ nắng những tia nắng vui cười. Và bây giờ xin kính mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Nguyễn Minh Thiện, học viên vừa tốt nghiệp hệ cao đẳng 3/3. Nguyễn Minh Thiện sẽ trình bày ca khúc Quê Xa của tác giả Mai Vinh. Thank you.
và liên tục chương trình là phần độc tấu đàn electron do học viên Phạm Hứa Thúy Nhi sẽ trình bày tác phẩm Voices of the Wind của Misako Nakajima. Và bây giờ xin kính mời quý vị đến với hợp xướng thanh niên mang tựa đề Đất nước ngàn hoa, trích phần 2 Mùa hoa sữa của tác giả Lê Thanh Xuân, lĩnh xướng Minh Thiện, piano Hồ Đắc Trí. Ở núi trời thu xanh ước mơ, liên tục chương trình là tiết mục đơn ca nữ và dàn nhạc. Nguyễn Thị Thái Hà sẽ trình bày tác phẩm Thrilling Love của Antica Canzone Napoletana. Thank you.
Tiếp nối chương trình là tiết mục đơn ca nam và nhạc nhạc. Cô Danh Dự sẽ trình bày tác phẩm Serenade của Franz Schubert. Mỗi lời chim đang nguyện cầu duyên lành đến bên em trong ngày xuân. Ngọt ngào tiếng chim gửi tình đến, ước mơ xây nên trong lòng anh. Niềm đau đớn chưa quên, mang từ khi biết yêu em. Vì chim có trái tim dịu hiền, mà trong lời chim hót thâu đêm. Bây giờ kính mời quý vị cùng đến với tiết mục đơn ca nữ và dàn nhạc. Võ Thị Thúy Phượng sẽ trình bày tác phẩm Chim Họa Mi của tác giả Alain Piet. Chị đến với một tiết mục có thể nói là ngẫu hứng của nhạc sĩ Lê Thanh Xuân. Nhạc sĩ Lê Thanh Xuân sẽ độc tấu piano cùng với dàn nhạc trình tấu tác phẩm Les Fleurs Sauvages.
chỉ huy Đỗ Hoàng Quỳnh. Mở đầu cho phần 2, phần khí nhạc, Đặng Trí Dũng sẽ độc tấu piano cùng với dàn nhạc trình tấu tác phẩm Concerto số 23 chương 1 của tác giả Mozart. Kính mời quý vị cùng thưởng thức.